Konnichiwa, what's up man? Hello anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì lâu lắm rồi mình không ra clip mới. Hôm nay mình sẽ dẫn anh em đi một trong những khu trung tâm mua sắm outlet lớn nhất ở vùng Kansai này. Anh em cùng theo chân mình nha. Thì khu trung tâm mua sắm này có tên là Kobe Sanda Premium Outlet, thuộc tỉnh Hyogo. Trong đây có rất nhiều mặt hàng luôn, từ Prada, Adidas, Nike, New Balance, rất là nhiều luôn nha anh em. Thì mình đi hết nguyên ngày luôn cũng chưa hết được nữa, rất là rộng luôn. Cái cửa hàng Nike này vào ngày cuối tuần các bạn muốn vô được thì các bạn sẽ xếp một hàng rất là dài luôn. Hôm nay thì mình lúc mình đi thì rất là vắng vẻ, chỉ chút xíu là vô được. Đây là bên trong cửa hàng Nike nha các bạn. Thì mình đã lựa được một cái áo cũng rất là đẹp luôn, giá cả là hợp lý nữa. Ở bên ngoài sảnh trung tâm thì được thiết kế theo kiểu Tây Âu, rất là sang trọng nha anh em. Thì lúc trước mình ở Osaka thì mình hay đi khu outlet ở gần sân bay Kansai thì cũng rất là xịn sò luôn. Ngoài mua sắm thì còn có khu vực ăn uống giải trí nữa. Nói chung là nơi dễ stress, rất là lý tưởng cho anh em vào mỗi dịp cuối tuần. Dù đây thì anh em không cần mua sắm cũng được nữa, anh em nhìn ta mua anh em cũng thấy vui nữa. Lúc này thì mình đang ở trong cửa hàng Kochi, thì mình dứt được một cái bóp rất là đẹp luôn. Mình đang để tính tiền mà không thấy nhân viên đâu hết á, mình không biết sao nữa. Đồ ở trong Coach thì khỏi chê rồi nha các bạn, rất là đẹp luôn, từ nón, ba lô, áo khoác, giày. Mình mà có tiền thì mình dứt mọi thứ một món luôn, rất là đẹp luôn. Còn đây là bên ngoài cửa hàng Gucci nha nè. Ở bên đây thì người ta đi Gucci như đi chợ vậy, toàn đại gia mà. Chắc mình cũng như vậy lỡ quá. Hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo nha.